4 tuổi A1, cô Bùi Thị Thơm và cô Hà Thị Ngân và cô Quách Thị Chi. Lớp 4 tuổi A2, cô Ngô Công Thủy, cô Bùi Thị Thanh và cô Bùi Thị Hiền. Lớp 3 tuổi A1, cô Bùi Thị Tuyết và cô Quách Thị Thơm. Lớp 3 tuổi A2, cô Bùi Thị Hòa, cô Bùi Thị Nguyên, cô Quách Thị Tinh. Lớp 2 tuổi A1, cô Mai Thị Thương, cô Bùi Thị Hiền và cô Bùi Thị Hồng. Lớp 2 tuổi A2, cô Bùi Thị Hiền, cô Bùi Thị Tinh. Lớp 2 tuổi A3, cô Bùi Thị Hiền, cô Bùi Thị Nga. Chia sang gồm 3 nhóm lớp. 5 tuổi A3, cô Bùi Thị Thanh Thủy, cô Phạm Thị Giang. 1 lớp tiếp, cô Bùi Thị Vân, cô Bùi Thị Trang và cô Bùi Thị Hồng Liên. 2 tuổi A4, cô Bùi Thị Tiến, cô Bùi Thị Thắm. Chia giấy gồm 2 nhóm lớp. Cô Bùi Thị Vân Thép, cô Bùi Thị Thơ và cô Bùi Thị Tí. Nhóm nhà giấy, cô Bùi Thị Thanh. Rồi, cô nghe một số bạn vỗ tay.